Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Hương Tràm bất ngờ đăng ảnh chụp siêu âm thai nhi, ngầm thông báo mang thai sau 2 năm sang Mỹ du học. Tình yêu tới từ mọi hình thức khác nhau nhưng chỉ có một tình yêu vô điều kiện, Hương Tràm viết. Giữa năm 2019 khi tên tuổi đang ở trên đà phát triển, Hương Tràm bất ngờ thông báo sẽ tạm giải nghệ để sang nước ngoài du học và cân bằng lại cuộc sống sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz. Trong suốt 2 năm ở Mỹ, nữ ca sĩ có cuộc sống rất bình yên và kín tiếng, chỉ thi thoảng chia sẻ về những hình ảnh đời thường vui vẻ với bạn bè. Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 15 tháng 5 theo giờ Việt Nam, vào đúng sinh nhật tuổi 26 của mình, Hương Tràm đột ngột chia sẻ trên Facebook một tấm ảnh siêu âm thai nhi. Cùng với đó, cô chia sẻ đầy ẩn ý. Tình yêu tới từ mọi hình thức khác nhau, nhưng chỉ có một tình yêu vô điều kiện. Ngay lập tức đã có rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè gửi lời chúc mừng đến cô, Trung Quân Idol viết. Chúc mừng cô gái, ca sĩ Mai Thiên Vân thì viết chúc mừng em nhé. Dù không chia sẻ trực tiếp sự việc nhưng nhiều dân mạng phán đoán động thái này của Hương Tràm ngầm thông báo việc cô đang mang thai. Tuy nhiên, phía dưới phần bình luận, chị dâu của Hương Tràm lại để lại một dòng chia sẻ khiến không ít người cho rằng đây là hình ảnh trong MV mới của nữ ca sĩ. Mừng tuổi mới, cô gái bé nhỏ của chị, mong em luôn xinh đẹp bình an trong tuổi mới, mong chờ sự bùng nổ trong MV mới của em, cả nhà nhớ thương em thật nhiều, chờ bố mẹ qua ăn sinh nhật muộn với em nhé, ca sĩ Phương Thanh viết. Đây không phải là lần đầu tiên Hương Tràm vướng tin đồn sang Mỹ sinh con, tuy nhiên ở những lần trước Hương Tràm đã có động thái phủ nhận khá gay gắt. Cụ thể vào tháng 11 năm 2020, khi trên mạng xã hội rộ lên tin đồn Hương Tràm sang Mỹ sinh con, cô đã thẳng thắn trả lời trên Thanh Niên rằng tôi đang làm chương trình thiện nguyện hướng về miền Trung cho các bạn học sinh tại Mỹ xa quê. Thật sự, tôi không thể mất thời gian cho những thứ vô nghĩa này được. Dân mình thì đang lũ chồng lũ, bão chồng bão. Sao con người ta có thể vừa vô tâm, vừa có thể ác với nhau vậy?